Theo quy định của luật đất đai năm 2024, người dân sẽ được hưởng lợi từ các chính sách mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất không có giấy tờ sử dụng, chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Đặc biệt, những quy định mới nhằm đơn giản hóa điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp là những nội dung được người dân đồng tình, ủng hộ rất cao. Trước đây thì đối với các cái thủ tục mà làm về cái chuyển đổi mục đích đối với cái thửa đất vườn độc lập sang đất ở thì chúng tôi phải đăng ký biến động trước hàng năm, sau đó thì phải chờ cái kế hoạch của tỉnh. Khi có kế hoạch của tỉnh rồi thì chúng tôi mới được làm hồ sơ để đăng ký. Thế nhưng mà đối với cái luật đất đai mới thì là chúng tôi chỉ cần kiểm tra các cái thửa đất mà nếu như mà phù hợp với kế hoạch thì là chúng tôi cũng được sau đó nếu mà phù hợp với kế hoạch thì chúng tôi sẽ được làm hồ sơ và đăng ký mua trong một thời gian rất là ngắn. Thì trên địa bàn khu phố 4 chúng tôi thì có rất nhiều các hộ dân mà có những cái thửa đất vườn độc lập mà tới đây là cũng sẽ chờ để làm cái này thì đó là một cái rất là thuận tiện cho những người dân. Nghe thấy là cái tuyên truyền về cái luật đất đai thì nó cũng đơn giản và thuận lợi hơn. Thì tới đây thì gia đình tôi cũng muốn chuyển đổi mục đích từ đất vườn tạp sang đất nhà ở thì cũng khoảng độ tầm khoảng hơn 100 mét vuông nữa. Để đảm bảo các quy định của luật đất đai năm 2024 thực sự đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng các quy định để cụ thể hóa các quy định của luật. Đối với Sở Tài nguyên Môi trường thì được tỉnh giao cho xây dựng 5 cái văn bản về quy phạm pháp luật có liên quan. Sở thì cũng đang triển khai hết sức tích cực. Thế và đặc biệt là có các cái văn bản thì đã được xin ý kiến của các cái cơ quan liên quan cũng như là đăng tải trên các cổng thông tin điện tử của tỉnh để xin ý kiến người dân rất là rộng rãi qua 2 lần rồi. Và nếu không có gì thay đổi thì các cái văn bản này cơ bản sẽ được ban hành đúng thời điểm để làm sao mà cái luật đất đai mới vào hoạt động thì các cái văn bản đi theo nó sẽ đồng bộ. Với những quy định mới, luật đất đai năm 2024 được kỳ vọng là sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Trong tổng số 260 điều của luật đất đai, có 97 điều giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật. Vì vậy, việc kịp thời ban hành quy định để cụ thể hóa đóng vai trò rất quan trọng để luật sớm đi vào cuộc sống, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh thì cũng cần phải có cái quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai xây dựng sớm đối với lại các cái nội dung này. Khi mà luật có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 8 và trên cơ sở các nghị định, thông tư hướng dẫn của Chính phủ và của các bộ ngành và gắn sát với lại tình hình thực tiễn của tỉnh chúng ta, tình hình thực tiễn từ Quảng Ninh trong cái quá trình mà chúng ta triển khai suốt thời gian vừa qua. Và trong đó thì có những cái nội dung mà khá là khó, ví dụ như là cái bảng giá đất hay là cái các cái rà soát các cái chính sách liên quan đến hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, hay là cái vấn đề về bồi thường, về công tác tái định cư. Thì ở cái này thì chúng ta cũng cần phải có cái chủ động vào cuộc, rà soát và đánh giá cái tác động của từng cái chính sách một. Trước đó, trong quá trình xây dựng dự thảo luật đất đai năm 2024, các đại biểu của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tích cực nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, cử tri. Trên cơ sở đó, có ý kiến đóng góp và được cơ quan soạn thảo tiếp thu nhiều nội dung vào dự thảo luật.